Theo Bộ Y tế, kết quả khảo sát mới nhất về sự hài lòng của nhân viên y tế là 88,2%, tương đương với mức trước đại dịch COVID-19. Tại Đồng Nai, tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế tại nhiều đơn vị cũng đạt khá cao, nhưng cũng còn nhiều điều nhân viên y tế chưa hài lòng, trong đó cần tiếp tục cải thiện môi trường làm việc và thu nhập của nhân viên y tế. Điều dưỡng Đặng Thị Khánh An đã công tác 18 năm tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ. Công việc vất vả, thu nhập không cao, nhưng môi trường làm việc thân thiện và sự quan tâm của lãnh đạo đối với nhân viên y tế là điều làm chị gắn bó với nơi này. Nói chung là sếp luôn chăm lo đời sống cho anh em. Ví dụ như là hàng năm thì sếp có cho đi du lịch. Rồi ví dụ như những cái nhân viên mà nghèo á, có gia đình khó, hoàn cảnh khó khăn á, thì có thể là cơ quan có thể là hỗ trợ cho mượn mà không lấy lại. Có nghĩa là cho mượn để quay lúc là khó khăn. Qua khảo sát mới đây của Sở Y tế, tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đạt trên 80-90%. Tuy nhiên, một số đơn vị còn thấp, chỉ đạt trên 50%. Chủ yếu chưa hài lòng về mức thu nhập, chế độ phụ cấp, cơ sở vật chất xuống cấp, làm ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh, môi trường làm việc. Trung tâm y tế tuyến huyện nhưng mà cũng làm được nhiều thứ, giúp đỡ được nhiều cho bà con nhân dân ở đây. Tuy nhiên thì cũng còn một số các cái vướng mắc, một số các cái khó khăn. Thực ra nó cũng là khó khăn chung của ngành. Ví dụ như là về môi trường làm việc, rồi về trang thiết bị, vật chất, cơ sở y tế, rồi về lương và thu nhập. Thì mọi thứ đều chưa có được gọi là trọn vẹn lắm. Cho nên là cũng mong là đảng, nhà nước và các cái bộ ngành quan tâm nhiều hơn. Những năm qua, tỉnh Đồng Nai đã triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển ngành y tế. Trong đó ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chính sách và ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư cho lĩnh vực y tế. Cuối năm 2022, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025 được ban hành với kinh phí gần 900 tỷ đồng, cho thấy sự quan tâm của tỉnh đối với ngành y tế. Triển khai tốt nghị quyết này là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế trong năm nay. Sắp tới thì tụi em có thêm tìm hỗ trợ này kia đó. Đó, hỗ trợ bên nhân viên y tế với phụ cấp thì nói chung là thì đời sống tụi em nói chung nó cũng được cải thiện hơn rất là nhiều. Như tụi em điều dưỡng thì nói chung một tháng thì tụi em cũng thêm được thêm 3 triệu nữa của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 23 thì Ban Thường vụ Quân đoàn ngành đã tập trung vào công tác về tuyên truyền vận động các phòng khám đa khoa trong toàn tỉnh để thành lập tổ chức công đoàn. Thì đến thời điểm này thì toàn tỉnh có 81 phòng khám đa khoa nhưng chỉ có 3 phòng khám là có tổ chức công đoàn. Và gần 2.000 lao động đang ở cái phòng khám đa khoa này. Hiện nay đối với những cái lao động ở đây thì còn khó khăn về công tác mà chế độ chính sách cho đoàn viên. Nhân lực là vấn đề quan trọng của tất cả các ngành. Đối với ngành y, nhân lực còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khám chữa bệnh, tính mạng con người. Do vậy, tiếp tục cải thiện môi trường làm việc và thu nhập của nhân viên y tế, xứng đáng với những áp lực, vất vả của họ là hết sức cần thiết.